Nhà này đã phải nuôi mẹ rồi, bây giờ lại còn nuôi cả thằng con chị nữa, thì có mà phá sản à? Đúng là cái loại vô phép vô tắc mà, không biết một cái gì tôn ti trật tự trên dưới gì cả. Tại sao lại đối xử với mẹ đấy? Hả? Im mồm! Bây giờ xin trả mồm à? Tại sao mày ăn không với có như thế à? Mày bước chân vào nhà bà mày phải nghe theo cái luật của nhà này nghe chưa? Nghe theo phép tắc của nhà này nghe chưa? Đến nước này rồi thì... Ôi dồi ôi, làm cái gì mà lâu thế? Đói lắm rồi đây này. Đây ạ. Đây, mẹ mời cơm ạ. Rồi rồi, mời xuống ăn đi em. Ôi giời ơi, có vài cái món ấy mà lần sờ mất cả ngày cả buổi. Làm chậm như thế thì mai ở nhà mà chăm sóc gia đình luôn đi. Đừng có bày đặt đi làm nữa, ai người ta xem. Thôi mà mẹ, đằng nào thì bây giờ cũng mới đến giờ ăn cơ mà. Mẹ cứ để vợ con làm cho xong, ăn cho nó thoải mái khuây khỏa chứ. Thế anh bảo tôi ấy, nếu mà nó ở nhà ấy, mấy cái bà già này ấy thì bí bách lắm phải không? Thôi được rồi, mai chị cứ đi làm đi. Mai đi làm ấy lấy tiền mà nuôi cái thằng con hoang nhà chị. Chưa, nhà này đã phải nuôi mẹ rồi, bây giờ lại còn nuôi cả thằng con chị nữa thì có mà phá sản à? Kiểu mẹ, sao mẹ lại nói thế? Tôi thì làm gì được nói, tôi làm gì có cái tiếng nói trong cái nhà này mà nói cơ chứ. Thôi ăn đi. Mọi người ăn đi. Không mời mẹ. Không mời mẹ. Ăn đi nhá. Đúng là cái loại vô phép vô tắc mà, không biết một cái gì tôn ti trật tự trên dưới gì cả. Mẹ chồng ngồi lù lù ra đây, không gắp cho mẹ mà đi gắp cho cái thằng con danh nhãi như thế. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý hơn ạ. Đây, mẹ mời ạ. Thôi, của mẹ con là chị cả đấy. Ăn đi lấy sức, mà còn bòn rút tiền của con trai tôi. Tôi không ăn nữa. Mẹ, thôi được rồi, nhà mình ăn đi. Em ăn đi. Đừng để ý lời mẹ nói làm gì. Mẹ nói xong mày lại quên đấy mà. Thôi, ăn đi, Phú Minh ăn đi nhá. Bố gắp cho con ở trong này. Tìm hay thế. Phú Minh dạ. Đi ra lấy cho tao cốc nước vào đây. Thằng này không được cái tích sự gì cả, có cái cốc nước cũng không nên hồn. Mày giống hết cái con mẹ mày, đổ hết vào người tao rồi. Mẹ ơi, có chuyện gì đấy ạ? Chị hỏi cái thằng con quý tử của chị đi, không làm được một cái tích sự gì cả, bé một tí mà đã nứt mắt ra, mà đã học cái trò danh mãnh, đổ hết cả nước lên người người ta. Bà ơi, không phải con mà bà. À, mày là còn cãi bà mày hả? Hôm nay mày dám cãi bà mày à? Mày bước chân vào nhà bà mày phải nghe theo cái luật của nhà này nghe chưa? Nghe theo phép tắc của nhà này nghe chưa? Hôm nay tao phải dạy cho mày một trận mới được. Mẹ! Cháu nó có làm gì sai thì mẹ bảo ban nó là được rồi. Mẹ đừng có làm như thế ạ. Chị nói như thế là thế nào? Vừa mới như thế chị đã bênh con chị chằm chặp ra như thế thì bảo sao nó đừng hư hỏng, đừng mất dạy hả? Mày lại đây để bảo dạy cho mày một trận mới được. Mẹ! Mẹ là người lớn mà, sao mẹ hành xử như thế ạ? Với cả con tin Phúc Minh không cố tình đổ nước vào người mẹ đâu. Có nghĩa là chị bảo tôi đổ oan cho con chị đúng không? Đúng cái loại gái nạ dòng mà. Lại còn có con riêng rồi. Chị được con tôi rước về nhà này đã là phúc 70 đời nhà chị rồi. Chị còn lên mặt với tôi nữa phải không? Để đấy, để hôm nay tao cho mày một trận để mẹ cho nó biết thế nào là phép tắc của cái nhà này. Mẹ bỏ tay ra. Ôi trời ơi là rồi. Trời ơi là rồi. Ôi trời ơi con ơi, trời ơi là trời, con ơi là con. Vô phúc thật mà, con mà không về nhanh thì nó giết chết mẹ mất con ơi. Anh nghe em nói đã. Tại sao? Tại sao lại đối xử với mẹ đấy? Hả? Mẹ anh có làm gì thì mẹ vẫn là mẹ của anh. Ai cho phép mẹ đẩy mẹ ngã thế? Hả? Em không có làm mà. Bà ơi, mẹ con bảo ăn vạ làm ngu đấy. Thằng này nữa, ai cho con nói chuyện với bà đấy? Em dạy con cái kiểu gì? Dạy con cái kiểu gì mà bây giờ nó hỗn láo với bà ấy thế? Đây là bà nội nó đây. Sợ tiêm nhiễm vào đầu đàn bà ấy thế? Tôi vì con trai tôi,
mà tôi đã cho mẹ con chị về nhà tôi ở. Con của chị về đây không máu mủ ruột già gì, về làm cháu nội tôi. Thế mà chị lại dạy bảo con chị cái kiểu gì để nó đối xử vô lễ với tôi như thế à? Nhân lúc con trai tôi đi vặt, chị định hành hạ tôi cho đến lúc chết chị mới vừa lòng có đúng không? Ôi mẹ. Mẹ, tại sao mẹ ăn không nói có như thế ạ? Im mồm. Chính mắt tôi nhìn thấy cô đẩy mẹ tôi ngã, bây giờ cô thích giả bộ à? Xin lỗi mẹ ngay. Xin lỗi mẹ ngay. Em không sai, em không xin lỗi. Rõ ràng anh biết em luôn là cái gai trong mắt của mẹ, tại sao em không tin em? Có nghĩa là chị bảo tôi đặt điều cho chị có đúng không? Giời ơi là giời, nhà mình vô phúc quá con ơi, giời ơi là giời. Bảo không xin lỗi mẹ tôi đi. Tôi không xin lỗi. Tôi ngu, mù quáng là anh về. Em tưởng con trai tôi phải khổ như thế này. Đến nước này rồi thì ly hôn đi. Cái gì? Cô! Đứng ra đây! Mặc sắc! Đứng lại! Mặc sắc nó con! Kệ nó! Con đường đường là một giám đốc, thiếu gì con gái đẹp vây quanh mà con phải đâm đầu vào cái loại gái nạ dầm như nó cái chứ. Trời ơi là trời. Mẹ ơi, bố Phương đâu hả mẹ? Sao mình không về nhà? Từ bây giờ hai mẹ con mình sẽ ở đây nhá. Với cả con chỉ có mình mẹ thôi. Mình mẹ thôi nhá. Vâng ạ. Con ngủ đi. Mai đi làm đấy, lấy tiền mà nuôi cái thằng con hoang nhà chị. Nhà này đã phải nuôi mẹ rồi, bây giờ lại còn nuôi cả thằng con chị nữa, thì có mà phá sản à? Ăn đi lấy sức, mà còn bòn rút tiền của con trai tôi. Im mồm! Chính mắt tôi nhìn thấy, cô đẩy mẹ tôi ngã, bây giờ cứ thích giả bộ. Thank you.
Mẹ, con xin lỗi mẹ. Tại vì con làm ăn thất bát cho nên giờ mẹ con mình không còn nhà để ở. Hay là thế này đi, con vẫn còn một ít tiền đủ để thuê cho mẹ một căn nhà khác để ở. Hay là mẹ cố gắng ở tạm đấy một thời gian, con sẽ cố gắng lấy lại ngôi nhà này, được không hả mẹ? Con ơi, nhưng mà chủ nhà họ đã đến lấy nhà đấy ngay đâu. Hay là con xem thế nào, con cho mẹ ở thêm mấy ngày nữa đi con. Con, những gì con có thể, con cũng đều làm hết rồi. Bây giờ con thực sự bất lực mẹ ạ. Con kìa, hình như xe của họ đến kìa. Họ lấy nhà đấy con ạ. Diệu, sao em lại ở đây? Tôi đến để nhận nhà. Căn nhà này trợ lý của tôi đã làm tất cả thủ tục giúp tôi rồi. Cảm ơn mẹ và anh đã nhanh chóng chuyển đi nhá. Cái gì? Cô... Sao lại có thể như thế được? Mà sao bây giờ em lại khác thế hả? Chẳng nhẽ tôi cứ phải xấu xí bẩn tiện như kia ở với anh à? Diệu ơi, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Em ơi, em có thể quên đi tất cả mọi thứ và mình bắt đầu lại từ đầu được không em? Anh nói nghe dễ nhở, đàn ông các anh ấy khó chấp nhận một người đàn bà phải có một đời chồng như tôi, nhưng lại mong muốn tôi phải chấp nhận một người đàn ông phải qua một đời vợ như anh á, mà lại còn nhu nhược nữa. Mà con mong mẹ hãy tìm cho con trai của mẹ một người vợ thật tốt và có thể chấp nhận được hoàn cảnh như này của hai người. Mà tốt hơn hết ý, nên tìm một người có môn đăng hộ đối, không lại đứt gánh giữa đường lần nữa lại khổ ra. Với cả hai người ra khỏi đây được rồi ý nhở. Mình đi thôi mẹ.